Không, Sài Gòn mùa mưa rồi nên là nó cũng tối nào chả mưa. Không, em thấy là mưa cả tháng nay luôn rồi á. Ừ, thì tối nào cũng Nhưng mưa. mà đa số là mưa ban ngày. Hà Nội bây giờ còn chuẩn bị gió mùa ấy. Đến cái mùa lạnh lạnh đi xe xe này bắt đầu cô đơn. Em không thấy cô đơn đâu. Em cô đơn quen rồi anh. Cô đơn quen rồi. Cô đơn quen rồi cho nên bây giờ có cô đơn hay không. Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Mai Anh Tài. Hôm nay giọng có vẻ đỡ đỡ rồi, không nát như mấy hôm trước. Nên là mình quyết định làm một số nữa của video call cùng các bạn nữ xinh xắn. Và ngày hôm nay là một trong những bạn nữ mà các bạn đã yêu cầu ở dưới rất là nhiều, comment ở dưới rất là nhiều. Bạn ấy tên là Thi. Mình nhắc tên Thi thì các bạn cũng biết, không nhớ các bạn, bạn ấy đã xuất hiện ở trong video clip nào không ạ? Chắc là anh em nhớ đúng không? Một lúc nữa mình sẽ call với bạn ấy nhá. Và trước khi vào video thì các bạn nhớ cho mình một like, một share video này và nhớ subscribe Mai Anh Tài Official nha. Và bật thông báo nữa để khi nào mình ra video mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên xem video của mình. Ok, và một vài cái vấn đề nhỏ nhỏ mình sẽ nói ở đầu nữa luôn, đó là hiện tại mình đang cố gắng xây fanpage cũng như là xây cái kênh TikTok của mình. Thì mình có để link ở bên dưới phần mô tả, các bạn có thể vào đó xem, có cả Facebook cá nhân này, có cả link fanpage của mình nữa, có cả TikTok, Instagram, thì các bạn có thể theo dõi những hoạt động của mình ở trên đó nhá. Không lên thuyền nữa, giờ chúng ta sẽ vào clip thôi. Hello em. Hello anh. Đang gì đấy? Ui, sao tự nhiên hôm nay em hình con thỏ này. Thì nó nhí nhặn tí xíu à, già quá. Già quá rồi á. Anh đeo đây là cái này là tay thỏ à? Tay thỏ lắm, tay thỏ lắm. Em làm việc làm gì xong đây? Đeo tay thỏ này. Em á, em vừa livestream xong. Livestream á? Livestream ở đâu đấy? TikTok á. TikTok à? À, hôm nọ. Hôm nọ anh vừa nhìn thấy clip của em trên TikTok xong. Hot phết. Ừ. Anh hay nhìn thấy lắm. Đéo tin. Anh đang ở Sài Gòn đấy làm đâu đấy? Dạ, em đang ở Sài Gòn á. Ở vẫn đang Sài Gòn à? Dạ, em Sài Gòn. Nhưng mà em ở một mình hay ở ga đấy? Em ở với bạn. Với bạn? Ờ, với bạn. Bạn gái đúng không? Dạ, bạn gái chứ. Ờ, anh. Anh đỡ với bạn trai. Bạn trai đâu mà ra. Chứ phải tôi đánh cho mấy nhạt rồi. Bạn đang trong mưa không? Có, bên này cũng mưa. Ô, anh còn nghe thấy tiếng rầu rào rào rào. Bên em sao nhỉ? Hay là tiếng quạt? Mưa ngang, trời đen mưa to quá. Mưa to. Ừ, cho anh cũng mưa nhưng mà nó đang cũng ngớt ngớt, nó lại to. Không, Sài Gòn mùa mưa rồi nên là nó cũng tối nào chả mưa. Không, em thấy là mưa cả tháng nay luôn rồi á. Ừ, thì tối nào cũng nhưng mưa. Nhưng mà đa số là mưa ban ngày. Hà Nội bây giờ còn chuẩn bị gió mùa ấy. Đến cái mùa lạnh lạnh cái xe xe này bắt đầu cô đơn. Em không thấy cô đơn đâu. Em cô đơn quen rồi anh. Cô đơn quen rồi. Cô đơn quen rồi cho nên bây giờ có cô đơn hay không? Không, nhưng mà anh không chịu được cô đơn à? Anh không chịu được á, chứ đó giờ là anh cũng ở một mình mà ta. À, không quen à? Không, anh luôn khao khát thoát khỏi sự cô đơn này. Nhất là sau khi nói chuyện với em xong. Nghe hả? A few minutes later. Anh nghe cái gì ta? Anh đánh đèn hả? À đây, tiếng piano. Ồ, à, anh dạo này mới học piano nên... Không nghe là ngoài đánh guitar ra, anh còn biết đánh piano luôn. À ừ, anh mới học đánh mặc dù chưa hay mà cũng đủ rồi. Thích nghe bài gì không? Anh cho anh hát cho nghe. Dạ, anh nhớ cái bài mà hồi đợt lúc mà mình mới gặp á, anh đàn cho em cái bài đó không ta? Em cần... Bài đó tên gì nè? Bài đầu tiên đúng gì đúng không? Có em chờ đúng không? Đúng rồi. Anh nhớ mà. Anh nhớ mà. Với lại anh thi thoảng anh hay xem lại clip đấy. Ví dụ à. Hay anh thích kiểu thi thoảng nhớ nên là kiểu xem lại cho đỡ nhớ. Nên là nên là không quên được. Ok, có em chờ nha. Thank you.
Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đánh rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, anh đã biết không thể yêu thêm mãi. Cách em cười không nguôi, cách em lặng lẽ ngồi nhìn bóng tối lặng lẽ. Đôi khi có những phút giây yêu đuối không ngừng. Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà em nhé. Có anh chờ, có môi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm. Xuân hạ thu đông đều có em chờ. Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắp. Hay hơn cái piano này cảm giác nó nhẹ nhàng hơn đấy, nó hợp hơn. Con anh thấy con mèo như thế nào? Đấy rồi ra đây ôm tí nào. Hello. Đây. Chỗ có tiếu vậy. Tập tao bị biếu vậy kìa. Chắc phải 5 cân rưỡi rồi. 5 cân rưỡi. Ừ. Y chang con mèo vậy luôn. Y chang luôn cái mặt chang luôn. Nhìn gắt được. Nó là giống gì anh? Đực nhưng mà cắt đi rồi. Mất hết rồi. Sao lại cắt? Không để cho nó khô đi cậu nhỏ đi. Trời ơi cái này. Dữ ơi thôi thương lắm. Cắt rồi. Ôi ra ngoài nhá. Nó không vào đây nó cắn đồ của anh. Đợi một tí. Cái này anh có mua cát đồ cho nó vệ sinh không hay là? Có. Ở bên à, ngoài. Có luôn hả? Để bên ngoài. Này, trong này thì phải ngoan nhá. Nó hay cắn lắm, nó hay cào cấu ấy. Mấy cái lưới của anh rách rồi. Anh biết bài Reload của Justy với lại Kimmy gì? Hôm nọ đúng rồi, bài đó. Bài đó là... Em muốn nghe bài đấy gì? Em có nghe bài đó. Em có chắc chắn không? Chắc chắn. Bài này khó phải. Khó á. Không, nói thật là không? Đây để anh cố xem. Chiều lòng người đây. Đông nào bây giờ sẽ hát được. Nhưng bài này hay, anh thích bài này. Nghe rõ không? Tay em với xa, dù hai ta đứng xa, anh vẫn đưa lên tay em cho em cầm dịu bước em qua trong gai. Em sẽ thấy là tất cả vì yêu em đấy mà. Anh không biết nói sao để em có thể cảm nhận từng điều mà anh muốn. Là vì mình thương đêm tan nhanh trên lá, anh mang ánh nắng về bên em, ngồi em lên má anh với em với sao như sắc màu là cuộc sống. Thật nhiều điều ấm áp và những khát khao mình vui và trên bờ vai em. Tiếng em đừng ra đừng trôi, baby girl, I love you, my real love. Vội vã nhưng anh không nghe là real love. You doesn't need a love, can't you see? Nothing hard to see, nothing hard to see. Baby girl, I love you, my real love.
Vậy là anh ăn luôn quên quá luôn. Anh bảo phấn là sao anh hát thấy nó dễ dàng quá vậy? Không, nhưng mà anh hát lên quên lắm ấy. Anh hát cứ kiểu mà ngồi. Nói chung là bài này anh sẽ tập thêm. Nhưng bài này hay. Bài này mà bài, có điều nhạc hay, lời bài hát cũng hay luôn. Và các bạn nó nối nhau ấy. Và câu này chưa hết thì đã nhảy câu nữ nhảy sang rồi. Anh chẳng biết hát thế nào. Khó anh mà. Nhưng mà nghe cũng tập tạm nhỉ. Hay mà. Hay. Nhưng mà anh không hiểu sao nhá. Nhưng mà nói chuyện với em anh cảm giác như kiểu mình có thần giao cách cảm. Có nghĩa chưa? Có cái gì ạ? Thần giao cách cảm. Thần giao cách cảm. Anh cảm giác như anh đã đọc suy nghĩ của em. Em có tin không? Dạ, anh đang coi em đang suy nghĩ cái gì. Được rồi, bây giờ nhá. Để anh đoán em sẽ suy nghĩ cái gì nhá. Đó. Nhưng mà trước khi đấy, trước khi đoán ấy. Đây, anh có quyển sổ. Nhưng mà trước khi đoán ấy thì làm sao nhỉ? Anh phải nói một cái gì đấy thì anh phải cho em một số dữ kiện. Lại em cũng phải cho em một số dữ kiện thì mới biết được là anh đang nghĩ về cái gì. À, em đang nghĩ về cái gì. Như vậy nhá. Anh hỏi em nhá. Anh có một chữ A. Chữ A. Ừ, anh có một chữ A. Anh có một ngôi sao. Có một chữ A rồi, có một ngôi sao. Từ số 0 đến số 9 em thích số nào? Chữ A với một ngôi sao. À, không, không. Không, bây giờ nhá. Anh chỉ cho em biết thôi là anh đang nghĩ đến ngôi sao. Đang nghĩ đến chữ A. Và giờ từ 0 đến 9 em thích số nào? Số 0 đến số 9 em. Số 9. Ừ. Thế bây giờ em đang trong đầu em đang nghĩ đến củ quả gì? Củ quả gì á hả? Ừ. Bây giờ anh hỏi thì em mới nói của em hết một xíu cũng chưa có nghĩ luôn. Quả cà chua. Cà chua. Ừ. Sao lại cà chua? Anh vừa ghi ra đây. Trời ơi, tại sao ra cà chua? Gần đúng rồi đấy. Gần đúng rồi, xác suất. Đó là chữ gà đúng không? Không, thực ra thì anh đã ngay từ đầu. Để cho các bạn xem. Nghe. Ngay từ đầu mà lúc nói chuyện ấy, là anh đã định thử chơi trò này rồi. Thì anh đọc trên mạng. Em đọc trên mạng đó. Có nghĩa là ngay từ đầu. Không, anh đánh lừa em thôi. Anh đánh lừa em thôi. Vì anh cho em chữ A ngôi sao. Vì anh đã thử với một vài người rồi. Anh thử với vài người rồi và đều ra kết quả là cà rốt giống anh cơ. Không hiểu vì sao. Trò này hai gãy đầu trên mạng. Và ngay từ lúc đầu ấy là anh đã cho em cái tiềm thức rồi. Nghĩa là anh đã bảo là anh ăn bò kho. Từ hôm nay anh không ăn bò kho, anh chỉ nói thế thôi. Anh ăn bò kho anh ngọt cực. Thì trong bò kho nó thường sẽ có cà rốt này, rồi có khoai tây. Đấy. Thôi vậy hả? Em không nghĩ ra luôn. Không, nhưng mà cái này là trong tiềm thức đấy, vì anh đọc. Nhưng áp dụng thì nó cũng có xác suất. Hay là giờ anh đàn cho một bài nữa đi. Được á? Em thích nghe bài gì nhá? Anh coi em nghe gì vui này. Đoán à? Đấy đi, mình đang đoán hoài mà mình đoán từ đầu tới giờ rồi. Mình đoán một lần nó không sao đâu. Nhạc buồn. Buồn á. Đúng không? Đúng rồi. Còn đây. Bài của Vũ nhá. Xong, cũng được á. Vũ nhá. Kìa màn đêm hiu hắt màn đêm em quay về trong ký ức của anh qua thời gian. Chiều lặng im nghe gió đứng đưa cây như là bao nỗi nhớ cuốn anh trôi về đâu. Ngày gió đứng hát và mang nỗi nhớ chạy đi. Thank you.
Linh Quân ơi, chưa Linh Quân à? Ừ, đó, nghe này, đánh thôi đó. Thế á? Anh chơi Liên Minh nhưng mà anh ít, lâu lắm anh không chơi. Anh chơi Liên Minh hả? Ừ, nhưng mà ngày xưa rồi, bây giờ già sống khép kín rồi. Già sống khép kín hả? Đó là em suy nghĩ hoang mang. Đợi em nào đến thì anh lại mở cửa. Biết đâu thì sẽ có duy nhất một em là đó. Cái cưới luôn, không quên lâu mà cưới không, luôn. Nhưng mà cái kiểu đấy dễ cưới hơn lắm. Anh cũng sợ như thế. Chưa hiểu hết nhau, sợ kiểu không hợp đúng không? Ừ. Nhưng mà anh thấy nhiều tấm gương rồi, anh chị em cũng vậy. Kiểu là bao nhiêu lâu không yêu ai nhá. Xong rồi đùng phát yêu phát cưới luôn. Đấy, mấy tháng là cưới rồi. Đúng rồi, bây giờ em thấy đa số vậy không luôn. Ừ, hên thì có người sẽ kiểu là hợp ấy. Yêu nhau, cưới nhau về xong lại thấy càng hợp. Nhưng mà có những trường hợp là nó không được ổn lắm. Tất nhiên là cứ nên tìm hiểu kỹ. Nhưng mà đa số em thấy không ổn nhiều hơn. Ừ, đúng rồi. Thế là anh nghĩ là chúng mình nên tìm hiểu ngay từ bây giờ ấy, cho nó đỡ mất thời gian. Chắc là sắp tới giờ game của em nữa hay là... Anh không phải... Xem đi chơi đi, hôm sau nói chuyện được. Sao? Sao mà chuyện cũng được vậy thì thôi thì hát một bài cũng được. Hát một bài cuối. Bài cuối á? Ừ, được. Ừ. Anh thích nghe bài gì? Bài gì em hả? Thôi bài gì cũng được. Bài gì cũng được. Bài gì cũng được. Bài gì cũng được. Anh xem nào, xem có bài gì nào. Được rồi. Một bài à. Bài à, tâm tư tình cảm của anh nhá. Tình cảm hả? Ừ, nghe em sẽ biết. Ok. Đây, nghe nha. Chưa muốn phiêu, dù vì
Ây da, sao hôm nay mình hát hay thế nhỉ? Sao? Lâu rồi, công nhận lâu rồi, vẫn không nghe hát nữa. Hôm nào rảnh thì... Hôm nào rảnh muốn nghe trực tiếp thì khi nào? Anh đang định tìm mấy quán phòng trà ở Sài Gòn đi hát. Anh ngồi ở Hà Nội, anh đang đi hát mấy quán phòng trà lắm. Ừ, nhưng mà đợt nào vào Sài Gòn anh ít anh chưa đi nhiều, để hỏi xem anh em bạn bè xem có ai là quen không để xin và lại như thế nào. Nhớ hát band lắm rồi. Yeah. Thế khi nào anh ấy được thì anh bảo nha. Yeah. Okay. Thế thôi chơi đi, chơi với bạn đi. Nó ngủ sớm, yeah. Ngủ sớm không xí đấy. Bắt đà. Thế nhá, còn sau nói chuyện tiếp nha. Yeah, okay. Bye bye. Ok, vừa rồi là màn nói chuyện của mình với Thi. Anh em thấy đáng yêu không ạ? Bạn ấy rất là đáng yêu. Và mỗi lần nói chuyện với các bạn nào đáng yêu xong là mình rất khó ngủ. Nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn nhớ cho mình một like, một share video. Và nhớ subscribe My Tao Official nữa nha. Nhớ bật thông báo nữa nha các bạn. Và các bạn nhớ là mình để ở link bên dưới ở phần mô tả mình, đó là link Facebook của bạn ấy, link TikTok của bạn ấy, link Facebook cá nhân của mình, Instagram của mình, TikTok của mình, Facebook fanpage của mình nữa. Thì các bạn nhớ follow để có thể cập nhật những thông tin mới nhất nha. Và trong thời gian tới thì mình sẽ livestream đó ạ. Ok, còn bây giờ muộn rồi, chắc mình đi ngủ đây. Bye bye. Hẹn gặp lại nha.